Tiếp theo tôi xin hỏi câu hỏi thứ bảy Một tánh Phật khi đã vào trái đất rồi Thì tánh Phật cần phải hiểu và học thuộc các công đoạn Để trở thành một kim thân Phật hoàn chỉnh hay sao? Tôi là Thiền gia Mỹ Bình Xin trả lời câu hỏi 7 của Nguyễn Thị Bích Thủy Phần này các kim thân Phật siêu nhỏ Muốn vào trái đất, vào gia đình xin làm con của cha mẹ Tìm hạt công đức thì phải vào lớp học học cách sống khi mượn thân và tánh người xong thì mới được cho vào trái đất vào gia đình xin làm con của cha mẹ để tìm hạt công đức phải có một vị kim thân phật lớn dẫn vào mời chị ạ